Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Tiếp tục có video. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ là một video để giải đáp một thắc mắc các bác hỏi bên em rất nhiều luôn. Thì đây một cái thắc mắc thì thực ra cũng khá nhiều người biết mà nhiều người thì chưa thể biết được, là cách kết nối một bộ dàn âm thanh. Thì hôm nay luôn là video em chỉ làm cho những người mà mới chơi âm thanh, của những bác có tuổi chưa biết kết nối. Còn những bác nào đã biết kết nối, tốt nhất các bác đừng có bình luận những câu nó khó nghe, bảo cái này mà cũng phải hướng dẫn em nó luôn này, không phải ai cũng biết được chưa. Em sẽ làm video cho những cái bác mà thực sự mới chơi âm thanh hoặc những bác mà có tuổi, thì theo yêu cầu rất nhiều các bác làm hướng dẫn cách kết nối một bộ dàn âm thanh đẩy, lưng tiếng, vang và mic. Nhiều bác còn không biết kết nối mic gì cơ đấy, nên là em sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bác. Thì các bác hãy ủng hộ kênh Đặng Tín Audio Sim Online nhá. Đây là video này của mỗi bác, hãy ủng hộ cho một like để lấy động lực để những video sắp tới em sẽ làm rất nhiều video bổ ích cho các bác. Hãy ở bên Đặng Tín Audio Sim Online và nhấn đăng ký kênh đỏ cho em và tất cả bác theo video này nhá. Hãy bỏ ra một vài phút xem hết cho em, nó hơi dài một chút, các xem hết cho em, đừng có tua nhá. Đây, những video này khá bổ ích cho các bác, được chưa? Thì trước mắt ở đây là một bộ dàn AV Pro đồng bộ đẩy, lưng tiếng, vang và mic. Thì em sẽ nói luôn đối với cách kết nối của bên em, đối với dòng hàng xịn như này, của em không nói những hàng rẻ tiền, em chỉ biết nói những hàng chính hãng, hàng xịn, hàng bãi bên em đang làm. Thì bên em sẽ kết nối từ vang, kết nối của em sẽ từ vang xuống lưng tiếng và từ lưng tiếng sẽ xuống đẩy, được chưa? Còn mic thì chắc chắn vào cắm vào vang rồi. Đấy, em nhắc lại rất nhiều bác hỏi là cứ mic cắm vào đâu, thì em nói luôn là mic cắm vào vang nhá. Mic nào phải cắm vào vang hết. Đấy, cách kết nối của em trong bộ dàn này hướng dẫn cho bác là nhạc sẽ vào vang, từ vang xuống lưng tiếng, từ lưng tiếng sẽ xuống đẩy, được chưa? Rồi sẽ quay sau và hướng dẫn cụ thể các bác cách kết nối một bộ dàn là nó như thế nào nhá. Thực ra thì nếu mà ai biết thì nó cũng đơn giản thôi, em chỉ nói những bác mà chưa biết thì thực sự cũng là một cái điều nó khó khăn. Thì bác nhìn thấy đấy này, các bác thấy đấy, nếu mà bộ dàn thì rất nhiều dây dặn. Nếu bác nào mà mới chơi âm thanh, của bác nào có tuổi, bác nhìn này là khiếp rồi, đúng không? Là bảo ui thế này kết nối kiểu gì đây, nó là dây dặn lằng nhằng này, nhưng thực sự là nếu bác hiểu nguyên lý nó rất là đơn giản thôi. Được chưa? Em sẽ hướng dẫn cho bác cụ thể đầu tiên về cái mic trước đi nhỉ, cho nó dễ. Cái mic không dây đầu tiên, hoặc mic có dây thì bắt buộc đây đường ra của nó, đường 6 ly này, thì bắt buộc đây dây vào đây, bắt buộc phải cắm vào đường mic của con vang. Tất cả mic đều phải cắm vào vang hết nhá. Đây lỗ mic 1, mic 2, vang nào đều có lỗ mic cả. Đây là xong. Đây có dây nguồn ở đây, dây nguồn của mic đây, mà cắm vào đây là xong. Thế là xong cái mic thôi. Đấy, nhiều bác vẫn còn hỏi thắc mắc là mic cắm vào đâu. Tiếp theo là mình sẽ cắm đầu tiên nhạc như thế nào. Thì các bác phải nhận biết rõ là có kết nối con nào đầu tiên. Chẳng như bộ dàn này của em kết nối là vang đầu tiên mới xuống lưng tiếng, từ lưng tiếng xuống đẩy. Rất nhiều bác kết nối từ lưng tiếng xuống vang, từ vang xuống đẩy. Thế mình phải xác định là cái nào và là cái đầu tiên. Thì đây, đầu tiên là vang. Đầu tiên là vang. Thì các bác phải xác định cho em, vang hay tất cả các thiết bị nào đều có đường vào và đường ra. Đây. Thì tất cả đường vào, chẳng đường nhà vang, đây dây điện thoại đây. Đấy, dây em cả máy bát đây. Thì các bác lưu ý này, đường audio input, con vang hay tất cả con nào đều có đường input là đường vào hết. Đây input nha. Các bác chỉ cần nhớ cho em input là vào, output là ra. Thì phải có nhạc vào thì có nhạc ra. Đầu tiên này, input này, được chưa? Có hai đường vào này, BMG, AUX, bác cắm một trong hai đường, bắt buộc nó phải có sẵn để ăn lên. Đấy, thế, được chưa? Audio input chưa? Đấy, bác cắm vào đường vào đây. Và bắt đầu từ đường vào thì bác phải tìm ra đường ra. Đường ra của nó, con nào phải có đường ra, output hết. Đây, con lưu ý này, audio và output, output nha. Output là đường ra. Đây. Đấy, bác nhìn lưu ý, input đường vào, output và đường ra. Các bác theo dõi video ủng hộ em online nè bác ơi. Các bác tất cả theo dõi video này, các bác ủng hộ cho kênh Đặng Tín Audio Sim Online và đăng ký kênh đỏ cho em. Được chưa? Các bác ủng hộ cho em online và nhớ đăng ký kênh cho em để không bỏ lỡ những video nó bổ ích như này quá như này. Và đường giao lưu ý này, M L M R. Đấy, được chưa? Có lưu ý cho em L và R, nhiều cái nó ký hiệu L và R. Đấy, là hai đường ra. Đó đường center hoặc bắt đầu ra sub đây. Rất nhiều bác không cắm biết cắm sub thì đây là đường sub nhá. Đường sub đều cắm sub hơi, sub điện mà để nó ra đường sub đây này. Và bác dây calon này. Em sẽ lấy cho dây chi tiết cụ thể bác luôn. Đây. Bác vừa lòng cắm vào hai đường ra cho em. Ok chưa? Đây là hai đường ra chưa? Đây là hai đường ra nhạc của vang. Đây. Thì mình đang kết nối từ vang xuống lưng tiếng thì bắt buộc thiết bị thứ hai tiếp theo sẽ là con thiết bị lưng tiếng này.
Đấy, đường ra của vang rồi thì mình phải tìm đường vào của lưng tiếng. Bác hãy rút ra cho em xem cái đường input. Đấy, bác lưu ý cứ đường vào của lưng tiếng thôi. Cứ vào phẹt phẹt cho em. Lại tìm input, đúng input chưa? Tất cả con nào vậy thôi, đường có đường vào đường ra hết, input đây. Đây, input đây. Input đây. Đấy, video này em chỉ rất chi tiết rồi, rất chi tiết nha, rất chi tiết video luôn. Để bác cắm vào đây, input cho em, đó là đường vào. Đấy, input là vào đường treo của lưng tiếng. Mình phải vào, bác lưu ý này, cái quy luật của nó này. Cứ con trên vào đường ra của con, đường ra con trên sẽ vào đường vào con dưới, và từ đường ra của con dưới sẽ vào đường vào con tiếp theo. Đấy, quy luật nó như thế, được chưa? Các bác ủng hộ mình ai nhá, các bác theo dõi ủng hộ mình ai đi và đăng ký kênh cho em nhá. Và tiếp tục có phải tìm đường ra của con lưng tiếng. Đâu cũng vậy thôi, đều có đường ra và đường vào hết. Đây, bác lưu ý này, output nhá, output nhá. Đúng chưa? Các bác lưu ý này, tất cả đường ra này phải có đường vào đường ra hết, từ đường output của lưng tiếng này. Thiết bị tiếp theo cuối cùng của mình này sẽ là cục đẩy này. Cục đẩy này nó phải có đường vào đường ra hết. Đấy. Thì đây. Đây là hai dây đường ra của lưng tiếng trên kia. Hai dây đường ra lưng tiếng, đây em rút cho các bác xem. Đây nó lại đường vào của input đây của con lưng đẩy này, các bác nhìn này, cái A cái B đều có đường vào đường ra hết đây. Input đường vào của cục đẩy. Được chưa? Nó lại cắm vào đường vào cục đẩy cho em. Và cuối cùng, cái cuối cùng là đường ra cục đẩy nó sẽ là ra loa. Đây. Cái cuối cùng nó sẽ là ra loa đây. Đấy, cái cuối cùng của cục đẩy này sẽ là ra loa. Các bác lưu ý đây. Đây đường ra loa của cục đẩy. Và đối với đường ra loa này em sẽ nói luôn một điều rất nhiều các bác đang dính sai lầm về cái đường ra loa này. Thì rất nhiều các bác cứ nghĩ là cái đường ra loa này nó đơn giản là có đấu đỏ dương à đỏ đen đấu thế nào được, nhưng các bác là sai lầm đấy nhá. Tại sao rất nhiều các bác cứ bảo em là sao các bác đầu về đấu là không ra tiếng bát, là một là các bác bị đấu nhầm dây loa. Cái chiều âm dương nó rất nguy hiểm là khi bác đấu ngược nhá. Bác chỉ cần đấu ngược đầu âm đầu dương cái là loa sẽ triệt tiêu mất bát luôn. Nên là cái đường âm dương này các bác phải đấu rất chuẩn cho em. Đấu đúng trả cái giác lưu trích này. Cái giác lưu trích này các bác phải đấu đúng âm dương cho em. Đấy, và đập vào đây, bác phải đấu đúng âm dương. Nếu các bác đấu nhầm nhá, là tự nhiên là cái loa của bác sẽ bị mất bát, có càng mở nó càng mất bát. Nên là các bác lưu ý này, chiều âm dương của loa phải đấu đúng nhá, không là nó sẽ bị triệt tiêu bát, mất bát luôn. Đấy, đây là một cái mà khá nhiều cửa hàng người ta không nói các bác đâu. Đấy, rất nhiều bác cứ về các bảo tôi xâm loa xịn về mất bát. Đấy, đây là một cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái hiện tượng của bác bị mất bát. Đấy, được rồi, đây, em xin nhắc lại này. Để kết nối bộ dàn âm thanh này nó chỉ có vậy thôi. Các bác chỉ cần hiểu cho nguyên lý đường vào đường ra, được chưa? Đường vào đường ra của tất cả các thiết bị, các bác kể kết nối 10 hay 20 bộ 20 cái thiết bị với nhau nó cũng vậy thôi. Kể cả các bác kết nối từ 20 cái thiết bị với nhau thì nó có sẽ phải có đường vào, bắt buộc có đường vào và bắt buộc có đường ra thì nó mới ra xuống con tiếp theo và phải vào con dưới. Đấy, vào con dưới này xong đường ra con đấy và xuống lại đường vào con tiếp theo. Đấy, kết nối nó sẽ theo vòng nạp vòng tròn thế. Nên là thực sự là nó rất, nếu mà các bạn biết mini nó rất là đơn giản thôi. Đấy, em nói qua lại một lửa rồi các bạn này. Nói nhanh qua này, mic này sẽ vào vang này, được chưa? Đường nhạc về. Đây em đã kết nối theo cái quy luật của em là từ vang xuống lưng tiếng xuống đẩy nhá, còn nó tùy thuộc vào cái quy luật các bác xếp con nào đi trước nhá. Nhiều bác kết nối cả lọc nữa cũng thế nhá. Đây. Đường vào này, tín hiệu vào nhạc và vang này, đường ra của vang này. Và đường vào của con đường tiếng này và đường input đấy, mình có nói đường input thì có vẻ dễ tìm nhá. Đường input này từ đường output của đường tiếng, đường ra của đường tiếng, đường ra của đường tiếng sẽ đường vào của con đẩy này đấy, và đường ra sẽ là ra loa cuối cùng đấy. Nếu bác biết nguyên lý nó rất đơn giản thôi đấy. Đấy là nguyên lý để kết nối một bộ dàn âm thanh chuẩn nhất. Thì quá cưới cả cùng lắm là quá cưới cái lối thêm con lọc nữa ở trên thì nó cũng vậy thôi. Thì lọc sẽ vào đầu tiên nhạc vào lọc, từ lọc xuống vang, từ vang xuống lên tiếng, từ lên tiếng xuống đẩy. Nó rất đơn giản vậy thôi. Nên là các bác chỉ cần hiểu về nguyên lý của tất cả các bộ dàn này thì các bác có thể kết nối tùy thích thôi, không có vấn đề gì cả. Nếu bác nào hiểu nguyên lý có kết nối thế nào cũng được. Đấy thì vlog có ủng hộ kênh Đặng Tín Nano Simona nhá. Thì đây là video khá bổ ích cho các bác.
thì mọi chi tiết các bác mua hàng bác vẫn cứ liên hệ cho cô số thoại 0916 97 808. Rồi, và ở video sau sẽ có rất nhiều video bổ ích cho các bác, nên các bác yên tâm, các bác chỉ cần ủng hộ cho em một like thôi, hãy ủng hộ cho kênh Đặng Tí Nâu một like thì em sẽ có rất nhiều video bổ ích cho tất cả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.